Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và ở cái video này là mình sẽ bốt một cái bộ đồ hoàn toàn là khác biệt luôn mọi người ạ. Bên đây có một lạc này, vãi trưởng vừa chạy ngang qua mình luôn. À đây là, thấy vừa rồi là ai chạy đâu, rồi ôi. Cái này có vẻ như khá là rén tiếng súng hay sao nhỉ, vừa bắn cái là chứ gì đã cắm đầu cổ chạy rồi. Từ chạy vòng qua phía sau nữa nhá. Thế quái nào, tôi chắc ở phía sau không thấy nhỉ. À đây rồi, hóa ra thì điên đã chạy vọt đến phía tầng 2 rồi, đành chân tết nhỉ, nhanh chân nhanh tay thế. Nào ra đây, đi chơi, đuổi bắt chú tìm với tôi à, trời ơi. Riêng mấy cái kiểu chạy của ông này là tôi đọc vị được hết rồi, chạy chỗ nào tôi biết ngay, chạy vào chỗ nhà vệ sinh thì tôi cũng chạy thẳng vào nhà luôn, không phải rén luôn nhá. Kể cả mày có chạy vào nhà vệ sinh nữ thì thằng nữa là tao vẫn chạy theo. Ok, nói vui vậy thôi, chứ ra ngoài đời thực tế mà tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ thì có đấm cho túi bụi thì không chờ phát nào anh em ạ, đừng mà nghỉ ngu nhá. Ok, và bây giờ hiện tại chúng ta sẽ xuống phía dưới cái khu vực thung lũng thôi, bởi vì quanh cái khu này ấy, là cái khu mà mình rất là hay xuống luôn. Bởi vì sao, khu này gọi là cứ bắn nhau phải gọi là khô máu luôn em ạ, vì thế mình rất là thích xuống cái khu này. Hình như mình nghe đến chân gần đây nhưng mà không rõ người anh em ạ. Đây, tôi vừa nghe thấy thôi, một thanh niên chưa gì đã xuống dưới tầng 1 rồi. Tôi nghĩ thằng này thằng nào nó cũng chạy vọt đến tầng 2 đấy, ngay mà bắt đầu nhảy xuống này. À biết ngay mà, dăm ba cho mình cái bản tôi biết hết rồi. Úi giời ơi, dùng một cái nhanh tay thế mà thế quá, nó không vút được vào đầu nhỉ. Nào, không vút được vào đầu cũng được nhá, chơi được hết em ạ, phải cả trưởng luôn. Bắn thằng này xong còn đúng một viên anh em ạ, quả này bắn thằng này xong mà không chết cái là chắc là mình là người lên bảng điểm số mất đấy. Ok, vậy là như mọi người thấy ở cái video này là mình một cái bộ đồ cực kỳ là đẹp luôn. Đây là bộ đồ của Akatsuki đấy, mọi người xem nào, tôi chắc là biết đây là cái bộ đồ Obito anh em ạ. Mà trông mặt thằng này nó quạo vãi trưởng ra luôn ấy, như kiểu là chuẩn bị bốc thằng nào đến nơi rồi ấy, sao ấy, trông mặt khó ở vãi trưởng ra, thằng nào đấy chắc đấm cho không chắc bắt nào thật ấy. Tụi lồn giết tao. Ok, thôi nói vui vậy thôi chứ giờ mấy cái bộ đồ này ấy, mốt thì mốt được nhưng cái vấn đề là nó không sử dụng nhẫn thuật được trong game. Phải đến một cái lúc nào đấy mà mốt được nhân vật đúng kiểu nhân vật Naruto chẳng hạn, sau đấy là chúng ta mốt được những cái skin đặc biệt kiểu Rasengan thứ ấy, thì như thế nó mới ngầu ấy mà. Thì đấy cái game chúng ta không còn gọi là cái game sinh tồn nữa. Ok, vậy là hiện tại thì nói chung là mình có khá là nhiều cái huy hiệu ấy. Thế nên là bắt đầu là đang đổi đồ. Đồ là chuyện đai của AK khá là ngon. Bỏ lạc này em ơi, trời ơi. Nay giờ ở phía sau mà không tay bắn mình, cứ lồ mỏ ở phía sau là cái gì cũng biết nữa. Khó hiểu thế này thật sự luôn. Ô, vừa kêu thằng này phát là được thêm 5 huy hiệu nữa này. Ngon vãi trưởng ra luôn đấy. Có vẻ như quanh khu này là quanh khu thung lũng hết người rồi, vì thế là mình đang tiến ra khu cổng tròn đúng không ạ. Và mình cũng có sử dụng cái trang bị bi để luôn quét qua không thấy được thằng nào. À đây rồi, thế thanh niên này, ô nằm bất động luôn, căn sọ luôn này. Cái đầu xây ra mua thôi, xong rồi, fail rồi, lỡ tay mất tiêu rồi em ơi. Bật cái bảng của vẽ lên vứt một thằng nữa à. À hóa ra tứ phương đều địch luôn, may rồi mày ra đây. Ui giời ơi, nó dùng súng gì bắn một phát là mất luôn cái bảng của vẽ mình vậy, bắn ghê vậy cha. Từ từ, ui giời ơi, càng nhớ để quả đấy bị vút vào đầu mình ấy, nhưng mà đâu có trúng đâu. May mà thân thủ tôi khá là nhanh nhẹn đấy, không mà bị thằng này nó bắn cho không chưa phát nào rồi. Ok nha, mình là thích chơi tôi đúng không? Thích chơi tôi dâng lên tôi chơi với ông luôn này, tôi phải xoắn ông này à? Nhổ nha, nhang ra bàng nhái quan này tôi bắn cho không chưa phát nào luôn. Đó. Phải, chứ gì em dâng lên, dâng lên bạn này tôi xong rồi. Mà bắn mù bắt luôn, còn làm lộ cái vị trí của mình luôn đấy. Quái cả trưởng luôn, vẫn quyết định ở chỗ sau cây cơ. Được nhỉ? Từ từ nhá, để quả này là chắc là tôi móc vòng ra phía sau. Em nhớ nhá là khi mà đi sát địch ấy, nhớ là di chuyển liên tục vào, chứ nếu mà cứ đứng im một chỗ là thản lào cũng sẽ có một thằng nó căn sọ các bạn, không trước thì sau rồi. À đây là thanh niên này cũng biết di chuyển cơ à bạn này, mẹ xa quá anh em ạ. Khổ AK là bắn tầm xa nó không được tốt cho lắm, nó chỉ bắn tầm trung là vuốt là tốt rồi. Nào dùng keo luôn này. Ok nhá, nào định làm gì nhau, định làm gì mình bạn ơi. Úi dồi ôi, bắn căng thế, căng thế, căng đi bạn ơi, căng đi bạn ơi, ra đây solo. Rồi ôi, dăm ba mấy khẩu màu 82B đúng không, nhìn phát là biết liền, không có nhiều. Ok, vậy là hiện tại là mình đã có mạng thứ 5 rồi, thì bây giờ chúng ta đang chuyển ra cái khu vực khác. Mọi người thấy là chúng ta đang ở quanh khu dân cư này, để phóng qua ra nhảy lên trên có tầm nhìn tốt hơn nhá. Ơ đây không, quay lạc, à solo, căn sọ, vỡ đầu được chó này. Rồi bịt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Trời ơi, tưởng trình chú thế nào, trình chú con non phải xanh lắm em ạ. Ok nhá, vậy là chúng ta vừa mới xuống dưới khu thung lũng này. À cái khu dân cư cái là đã có thêm cái bạo cụ nữa rồi. Lúc đột thì nhìn thôi, những gì nữa. Gì nhá. Ô,
Được một lúc sau thì mình có quay trở lại cái khu vực trời và mình cứ tiếp tục là sử dụng cái trang bị Viridon. Có vẻ như là quanh cái khu này vẫn còn một thanh niên nữa anh em ạ. Nào, từ để tôi dựng keo luôn. Câu lựu à, sợ quá cơ. Bắn đi, câu lựu của mình cái. Là mình có đạn phóng lựu đây, xem thằng nào khỏe hơn. Thằng nào khỏe hơn, úi dồi ôi, cầm súng ngắn bắn xa. Thằng này đã cá vàng rồi. Lão này nó cứt người đây, đâu phải lão người đâu. Mày ra đây, mày giỏi mày ra đây. Mày có giỏi mày ra đây, bắn 4 phát liên tiếp không chết là lạ luôn nè. Tiện đồng lên bạn lên số luôn. Ok nhá, dựng keo ra lúc đồ cho nó an toàn đấy mà. Chứ bây giờ lắm địch lắm, sợ lắm. Cứ thằng bốc trước thằng bắt sau, không biết thế nào được. Ok, vừa nói cái là một thiên nhiên đang câu lựu đi chơi mình à. Ra đây, có bản lĩnh như thế này, úi dồi, vứt vào đầu rồi. À, tay này não dùng keo ra. Chứ ông nghĩ ông níu kéo sự sống à. À, căng nhá, nó sử dụng súng bắn tỉa nhá. Mày bắn tỉa tao cái, bắn thêm một nữa. Hộ tao cái nào, ra đây. Tao sợ mày quá cơ, ra đây. Ôi, chạy kìa cắm đâu cổ mà chạy kìa, tưởng thanh niên thế nào, hóa ra giang hồ mõm à. Đúng kiểu giang hồ internet 4.0 ấy. Mày ra đây, cắm đâu cổ mà chạy kìa, rút ra ra, rút vào đầu luôn. Mày mà, ui dồi, chậm dây rồi. Quả đấy mà bắt đầu mình lôi AK sớm hơn nào, có thể vút được vào đầu này rồi các bạn. Không sao, ra xe móc vòng ra phía sau thằng này luôn nhá. Làm dễ chuyện là để cho nó đẻ trứng được. À, mày đúp vào thằng đá này, con chó này. Mày ra đây, dựng keo luôn. Thích tình nhích luôn. Các bạn là UAB của mình hết đạn rồi, phải rút AK thôi. Càng, ui dồi ôi. Mà anh em thấy quả đấy đạn thân sầu, ông nằm xuống đấy đạn luôn rồi nhỉ. Mày bởi ôi, ma đạn xuống các thằng này được, nó kim một người đau vãi chửa luôn, 1.5 phát máu luôn em ạ, căng vậy. Mày quá, may mà vẫn sống em ạ, còn 50 HP, vẫn đủ níu kéo sự sống rồi. Thì ok, em không trừ ý, chúng ta tiến thẳng trong bo. Và như một người thế nãy giờ là chúng ta kiếm cho mình một cái con xe mà chắc còn đi cho nó an toàn em ạ. Chứ cứ chạy lồng ngồng bên ngoài sẽ chết lắm. Ui vừa nói cái là chưa gì cũng có bắt được một con bò lạc này. Nào mày ra đây, mày sẽ cũng kéo ra mình đi kéo làm cái gì em ơi? Nào ra đây, sao phải lồng giòm thế nhỉ? Thôi. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn lòng giòn này sao chơi. Bỏ bóng keo ra đấu như những người đàn ông thế nào. Nào ăn ơ vãi trưởng không bị dính kìa. Mày né tao đấy. Né tao cái. Xin mày luôn đấy. Ok nhá. Vậy là ta đã có được cái mạng thứ 9 rồi. Và ở trên bàn chúng ta chỉ còn duy nhất là 2 thiên nhiên cuối thôi. Ui hồng sát thằng này đúng kiểu là thần sầu luôn. Mình cần đồ gì là có luôn đồ đấy em ạ. Đang gần hết bóng keo thì yên lúc của ông này là một đống bóng keo này. Thế này tha hồ mà thủ rồi. Ngon rồi. Kèo cuối là hơi thơm rồi em ạ. Ok có lẽ là bây giờ chúng ta lên xe và chạy khỏi khu vực này thôi nhở. Bởi vì quanh khu này mình có thấy có người đâu. Mà boy bé tí à. Ơ đằng sau kìa. Ôi rồi ôi. Làm gì đấy bạn ơi. Làm người ai lại làm thế. Tao đi móc trộm mình thế. Nào thằng trẻ trâu rồi nữa. Thế đùa mày à. Mày ra đây. Lo thử cái đầu mày ra. Tao xin mày luôn đấy. Mày ra đây nào. Mày chỉ được cắn trộm không mày bằng rồi. Đây. Lại đi cắn trộm này. Mẹ tiến sư của chó lợn này nữa. Từ để quần máu nó đầy đã. Và vớ vẩn. Mà cái điệu thằng hồn đấy nhá. Từ bây giờ tôi quần máu cho đầy. Chuẩn bị đào bắt đầu lên công thằng này luôn. Ôi mẹ thằng này là câu quả lựu căng thế. Căng đét. Cực căng luôn. Úi dồi ôi. May mà tôi né đạt được nhá. Thằng này chuyên đi núp rồi. Nó chỉ chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác thôi. Chứ nó không bao giờ có dám có gan để đi solo với mình em ạ. Càng đấy, nhưng mà bo gần thu rồi. Ông nghĩ không phải chạy sao? Ông nghĩ không phải tới số sao? Ơ, đằng sau có thằng nước kìa. Vãi trưởng luôn. Nào, sao mình như cái bánh mì kẹp thịt đây. Em bị vây phải hai thiên nhiên luôn. Cả trước cả sau này không có gì gọi là cái miếng nhân trong cái bánh mì luôn em ạ. Cay vãi trưởng luôn đấy. Nào, chơi ra đây solo nào. Phải uống nước xong mới mẹ làm được cái gì nhỉ? Ông mấy ông thích chơi của đấy đúng không? Thế tôi lên xe tôi chạy, tôi chuột khỏi cái khu ấy luôn này, làm gì nhau? Ai, đừng, để em chạy cái đã. Người làm thế, mẹ mấy con chó này, từ, để tôi tiến vào trong. Sắp sống rồi, ui dồi, né, ui dồi, phải tốn 3-4 túi máu mới được. Ok nhá, một chết cha rồi, đây quả bóng keo cuối của mình rồi, mẹ quả này nó bắn nốt cái quả này à, thôi khỏi chạy luôn, là lên bảng luôn em ơi. Nào, bình tĩnh nhá. Các chú thích làm gì thì cứ bình tĩnh để cho anh một cái con đường sống. À để cho em, quên, mấy anh để cho em một con đường sống nha, em xin em năn nỉ luôn đấy. Phía trước mình đã đứng thiên nhiên rồi. Bò thì còn 20 giây đã bắt đầu thu, quả thật căng đấy nhỉ. Bình thôi. Nhưng mà có vẻ như hai thằng này nó đang để ý đến nhau, nó cũng không bận để ý, không quan tâm đến mình lắm thì phải, không kèm mình lắm. Ok. Thế đây là cái lúc phù hợp để ta dâng lên cái mộng, còn 7 giây nữa là qua bắt đầu thu này. Giờ này. Đấy, bắt đầu xé nhau này, bắt đầu là trâu bò là cắn nhau là dù mỗi chết hết đấy. Là cắn sọ thằng này, ơ fail à, ơi vãi trưởng, thế mà không vuốt vào đầu nó kìa. Nhưng không sao, biết đã kill được thiên nhiên này là ok rồi. Vậy là chúng ta chỉ còn một thiên nhiên ở ngay trước mặt mình rồi. Nào ra đây, thích thì solo, gọi là solo, chơi các bạn này, máu ra đây,
mò ra mình tiếp nhá. Ui rồi ôi, chơi thì đã dùng bóng keo thế. Mình không thèm dùng bóng keo, mình chơi bạn luôn này. Thực chất là mình không có anh em ạ. Nào, ra đây, mình sẽ lúc cái quả bóng keo phía bên cạnh luôn nhá. Đâu. Ôi rồi ôi, tưởng thành phòng sát thì như thế nào, đúng một cái quả bóng keo. Ô tổ, thế này bố ai mà chơi được. Từ nhá, chứ không sao. Nghĩa là bây giờ mình còn một quả bóng keo và tầm cỡ là 4 cái quả lựu đạn này mà. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải làm cái thật là ép nó vào góc rồi là cậu lựu đạn là cũng có thể là quy được ấy. Được đấy em ạ. Ok, mình định bắn ai đây. À ui mẹ thằng này nhà là bút bóng keo sao mà lắm thế nhỉ. Nào, ra đây, lo đâu ra, thằng nào phải chạy trước. Tất nhiên là mày rồi chứ còn ai nữa. Bo thu cho tao mà. Mày chết rồi em ơi, góc này là quá đẹp và câu lưu rồi. Quả này chú lấy bảng tới xấu rồi chú ấy. Chú chạy đâu, rồi ôi, tuyệt vời luôn. Đấy, thế thì chất lượng luôn. Ok, mà nếu như anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên ấy, để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Để là ủng hộ cho mình em nhá.